Chào các bạn. Gia đình nhà Hí bữa nay là làm khô cá thu chưng với hột vịt, là kêu là khô cá thu, là mắm thu cá thu. Cá này mặn lắm nè. Cá này mặn nè. Cái khô cá thu mà không biết sao. Là người ta kêu chưng nè. Giờ kêu là mắm cá thu chưng đó. Cá này tươi quá ngon quá ha. Thu nè, mình đem đi ngâm nước. Ngâm chi mẹ? Ngâm nước đừng cho nó mặn. Vậy? Đừng có cho nó mặn đó, ngâm nước á, cho nó ra cái chất mặn. Chứ ngoài biển nó mặn, nó mặn dữ lắm. Nãy mẹ mới nói ngâm nước cho nó mặn. Nó có ngâm nước cho nó hết mặn. Cá thu thịt không? Như vậy là cái ngon đó ha mẹ? Lựa cái thu tư. Như vậy gọi là ngon đó hả? Khô gì ngon hả? Cái nhiều cái thu nó không ngon. Nhìn sao biết nó ngon? Cầm cá nó cứng. Biết người ta là cái này là làm cái gì không? Mắm chưng cá thu muối dùi. Nếu mà mình làm kỹ hen thì bỏ lên á mình hấp. Đó, có thời gian thì làm nó được, bỏ lên hấp. Hấp rồi là bắt đầu em xuống rồi mình rỉa ra. Gỡ xương như là mình nó bún cá lóc vậy. Gỡ ra cho ngọn này bây giờ mình khỏi. Bây giờ mình xay chung với thịt luôn. Mình làm cái này là nó mau hơn. Nếu mà thời gian làm kia thì nó hơi lâu. Ủa đây có thịt nữa nè. Thịt nè. Nè là thịt nè, thịt mỡ. Thịt đùi á. Thịt vừa có thịt vừa có mỡ. Mua vừa có thịt vừa có mỡ vậy, thịt đùi á. Bỏ đường. Muỗng là muỗng cà phê nè. Hai cái này muỗng cà phê. Ba muỗng, muỗng là muỗng cà phê mà. Đâu muỗng cà phê đâu. Bốn muỗng nè. Đưa gần gần coi. À. Bốn muỗng. Năm muỗng. Sáu muỗng vừa ăn này. Khô này mặn lắm đó nghe. Sáu muỗng cà phê này là được mấy muỗng canh này? Hai muỗng dung không? Chắc cỡ ba. Hai muỗng canh này. Không biết nữa. Cho đường không hả? Cho đường rồi xay rồi, xay rồi đi để miếng bột ngọt vô. Đi xay. Lát cho nhuyễn nè. Gió bay quá. Hành là nó thơm. Nè. Đó mình đánh nè. Tôi chà rồi nè nghe quý vị. Tôi chà cho sạch sẽ hết trơn rồi nè. Rửa con vịt này nè tôi mới đánh nè nghe. Rửa sạch sẽ ra. Giờ không có hột vịt cho hột gà được không? Hột gì không được. Hột gì không được. Hột gì cũng được hết. Này có cái đồ đánh lên nó phì luôn không? Đồ đánh nhỏ, đồ đánh trứng. Chút xíu tiêu thôi nha. Tiêu mình rang rồi nè. Rồi mình xay, mình để vậy nè. Đó, để dành mình ăn nó mới thơm. Giờ bỏ hành vô đây đánh nè. Sắc mới gốc hành. Cái hành lá đó. Cũng thấy đây có sắc rồi nè. Cái hành là cái lá, để là cái gốc nè. À gốc hành. Hộp ớt nè, để hơi nó đi. Mình đi trồng lại mới mốt mình ăn nữa, mình khỏi mua. Đó, trồng nó ớt đó, trồng rồi đó. Có ớt ăn rồi. Này gọi là ăn cây nào là gào cây đó đó. À đó, ớt đó là ớt mình trồng rồi đó. Mẹ mê trồng cây lắm ha mẹ. Ừ. Ăn cái gì là trồng, ăn xài, trồng xài rồi xài xong có trái rồi đó. Ăn với sữa, trồng với sữa có trái rồi đó. Không chắc tại, chắc tại mẹ mát tay á mẹ ơi, con trồng nó không có lên. Đó kìa. Quý vị coi kìa, ăn quýt sa ma trồng đó, sa ma có trái rồi đó. Thấy không? Không nhiều người á không có mát tay á trồng lên không có ra trái. Mua có một trái quýt sa ma một thôi, một cái 1 kg ăn đó ương hướng bán mà không biết bao nhiêu tiền của nào nó. Ăn với cái ngán luôn, dòng họ ăn với cái ngán luôn. Đem bán
nhà này chồng ăn có chồng bán, đi bán cũng tay ăn nữa nên nổi lâu ngắn quá. Rồi xong ngay cho hành vô chưa? Rồi nè, lúc hành lá á, lúc hành vô rồi nè, lượng hơi nữa rồi bắt đầu mới để hành lá trộn vô này, xế này rồi trộn vô này. Mẹ không băm mà mẹ đi xay cho nó nhanh, xay cho nó nhanh, mình băm nó lâu mà xay vậy nè ngang là nó không có hôi thớt nữa nè. Dành bỏ vào vô đây mau ghê ha, mà nó ngon ha, bầm chứ nó không có mịn được vậy đâu, thơm dai. Ừ. Mắm mà mắm ngon mắm tươi là nó lên đỏ ào quá ngon. Con khô này là mua đâu có ít tiền đâu, nhiêu mẹ, nhiêu ký cá thu, nhiêu ký nó mua cái này nghe nói mà nó mấy chục ngàn ký lô nè, chi nó mua nè, gì cá thu 50-60 là rẻ hả. Ừ. Nó quen nó mua mới đựng cá thu ngon nè đó. Sau khi đánh tan đánh đều đâu lõng sao đâu mẹ, lõng sao đâu, múc lên, múc lên coi thử, nói vậy là được rồi đó, là được rồi đó, cho vô cho vô. Hết không, hết không? Chưa biết được, chắc có thể là hết. Không hết thì nó chán chân. Nó còn nở nữa, nó chạn nữa. Đây này, ngắm này còn nghe mà nó chán chân. Mới nghe tiếng tít tít đâu đây nè, thì ra là của nhà ngươi. Ô ô, đại ca. Chạy đâu con? Ơi ơi ơi, lửa nghe. Rồi đi chùm củi cho bà ngoại đi. Chùm củi cho ngoại đi. Thổi. Lửa. Lửa lớn như vậy hả? Ừ, như vậy đó, nó mau chín. Món cá thu mình hôm nay mình chưng này đã chín rồi nè, bây giờ mình đem ra mình ăn nè. Nhá. Tuyệt vời lắm các bạn ơi, ngon. Màu đẹp quá. Ừ. Rất là vừa ăn, rất là thơm, béo và hột vịt thịt. Món cá thu này ăn với cơm với gì nữa? Ăn cơm ăn gì không được cái này. Sao màu đẹp dữ ta? Hả? Thế hôm nay là mình làm rất đẹp không? Bây giờ nguội nè, mình đem ra ăn nè. Vậy các bạn làm thử những món này là dành gia đình nhà Hí. Cái kênh này ăn thử nó ngon hay không à, các bạn coi món ăn này ủng hộ gia đình nhà Hí. Lẽ trời á, chứ người ta đi kìa, nó gấp kìa. Mẹ mình làm món này để cho anh ba của mình, chị ba của mình, là làm giống như là làm chị ba mình không có biết cách làm các bạn, nên mẹ mình làm để cho anh chị mình ăn á. Anh chị mình khoái món này lắm. Rồi các bạn thử làm theo công thức này đi nha, vừa đẹp vừa ngon nữa các bạn. Đừng quên ủng hộ kênh gia đình nhà Hí nha, cũng như là ủng hộ cho mẹ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn, tạm biệt.